Đây, chiếc winner nó bị tuột nồi rồi. Giờ cái khi mở ra thì nó vậy nè. Đó. Cháy bổ rồi. Bòn luôn. Xong phim. Cái nồi này thôi, nó gờ đừng nói tới đi. Gờ cả mười mấy ly á. Anh em nghĩ nha. Cái giọng kình đó. Rồi, bây giờ mình mở ra sẽ tiến hành làm hết ha. Tôi mới làm xong cái nồi, làm lại cho chiếc winner. Anh em thấy đó, bố sắt với lại thì là sò nó banh hết rồi. Làm quá hết luôn. Với lại mình làm lại thằng heo á, anh em thấy á, nó bị rơ á. Giờ mình làm mà nó cứng luôn nè. Đó. Khắc phục cái lỗi anh em luôn. Khi nó bị rơ anh em chạy á là nó sẽ bị giọng nồi. Nó rất là kêu ha. Đó, giờ mình cứ nhắc luôn à, tay mình lắc không. Rồi, bây giờ mình làm lại hai cái mặt nhôm. Nó bị phiết rồi. Làm lại hết luôn. Khi mình thay thêm 4 cái lò xo theo bên mình luôn ha. Bây giờ thay là bố. Rồi lấy sắt, sắt ngám nha anh em. Mình thay khuôn gương bộ luôn. Rồi, để giờ mình tiến hành mình gắp vô xong mình ra mình test cho anh em xem nha. Không có bị lỡ con nữa. Winner Vin nó hay bị lỡ con nữa. Cái màu màu khó lỡ con nữa. Rồi không giọng luôn nha anh em. Rồi mình mà nó xem clip luôn. Xe này thay dây con luôn. Dây con Vin nó bị hư rồi. Mới thay dây con mới luôn. Cầu điện thoại mình nha. Đấy, tiếp tục các vị khách